Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Một người đàn ông dọa đốt tiệm vàng nếu chủ cửa hàng không đưa cho người này 200 triệu đồng. Sự việc diễn ra trong sáng ngày 16 tháng 11 trên địa bàn phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Hoàng Oanh từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215. Hơn 2.000 người tham gia buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà Piteco, đường Hải Triều, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tình huống giả định đã được đưa ra để tập luyện. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0976 3 số cuối 907. Những bãi rác tự phát xuất hiện tràn lan tại khu vực ngã ba núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai khiến người dân bức xúc. Đặc biệt là điểm tại nhà chờ Hàm Rồng cũng bị rác xâm chiếm trở nên nhếch nhác. Phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn từ số điện thoại 0974 3 số cuối 776. Thi công kè chắn sóng tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hàng chục căn nhà bị nứt khiến người dân hết sức lo lắng. Ghi nhận của khán giả Vũ Văn Hội từ số điện thoại 0914 3 số cuối 904. Cùng hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội nhảy lửa của đồng bào dân tộc Bà Thèn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Qua chia sẻ của khán giả Phan Giao Họ, số điện thoại 0164 3 số cuối 958. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 16 tháng 11, Hà Nội có sương mù khá dày. Đặc biệt tại khu vực ngoại thành, nơi không gian thoáng đãng, càng nhận rõ sự bao phủ của sương sớm lên mọi cảnh vật. Theo cảm nhận của khán giả Nguyễn Văn Vương có số điện thoại 0166 3 số cuối 452, thì khung cảnh làng quê mờ ảo đem lại cảm giác rất đỗi thanh bình và thơ mộng. Những hình ảnh trên được ghi lại tại một vùng quê ngoại thành Hà Nội. 6 giờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ cả một vùng. Những nóc nhà, những ngọn cây chỉ còn được nhìn thấy mờ nhạt qua màn sương trắng. Sương mù bao phủ đường làng, ngõ xóm, trùm kín cả những cánh đồng ngô bạt ngàn. Sương ấy, đâu đó những tiếng chim hót, tiếng gà gáy tạo nên một khung cảnh rất đỗi thanh bình nơi thôn quê. Giữa tiết trời hanh hao, cảnh vật bỗng như một bức tranh đẹp, vừa mờ ảo lại vừa thơ mộng. Tuy nhiên, anh Vương còn chia sẻ, màn sương mù dày đặc xuất hiện vào sáng ngày 16 tháng 11 cũng đã khiến tầm nhìn bị hạn chế nhiều. Trong khoảng cách 15 mét thì anh Vương không thể nhìn rõ phía trước nên mọi người phải hết sức cẩn thận trong việc đi lại. Theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Vương, cho đến khoảng 6 giờ 20 phút khi mặt trời đã bắt đầu lên thì sương mù cũng dần tan. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 11, một người đàn ông đã xông vào tiệm vàng Kim Phát ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và dọa đốt nếu như chủ tiệm không đưa cho người này 200 triệu đồng. Khán giả Hoàng Oanh có số điện thoại 0976 3 số cuối 215 cho biết, may mắn là chủ nhà đã kịp nhấn chuông báo động và kêu gọi sự trợ giúp. Vào khoảng thời gian trên, người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy, đeo khẩu trang, cầm theo can nhựa chứa chất lỏng, xông vào bên trong tiệm vàng Kim Phát. Tại đây, đối tượng trên đã hăm dọa, yêu cầu đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ đốt tiệm.
Thời điểm này, trong tiệm chỉ có một người phụ nữ nên đã năn nỉ, đồng thời bấm chuông báo động dưới quầy để được trợ giúp. Khi người trong nhà từ trên lầu chạy xuống, giằng co với người đàn ông trên, sợ bị lộ, người này đã bỏ chạy để lại một bao ni lông màu đen. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc. Được biết, tiệm vàng này có nhân viên bảo vệ, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, người này xin nghỉ làm. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Võ Trung Kiên, 22 tuổi, quê ở Kiên Giang, điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, bà Lê Thị Hương, 42 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang đi trên đường K4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, thì bị đối tượng Võ Trung Kiên chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp rồi khống chế, cướp một chiếc điện thoại di động hiệu Oppo và 97.000 đồng. Sau khi về nhà, thì bà Hương gọi điện vào số của mình thì Kiên bắt máy. Bà Hương đề nghị chuộc lại điện thoại và Kiên đồng ý với giá 2,5 triệu đồng. Vào ngày 15 tháng 11, khi Kiên đến lấy tiền thì bị công an bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận đã hai lần cướp điện thoại và tiền của người đi đường. Trước đó, Kiên từng có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Thông tin phản ánh trên đã được khán giả Gia Huy từ số điện thoại 0168 3 số cuối 457 cung cấp cho chương trình. Còn từ Hà Nội, khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 681 cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 11, một vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô đã xảy ra trên quốc lộ 21, đoạn qua thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, khiến cho tuyến đường này ách tắc nghiêm trọng. Thời điểm trên, xe ô tô kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 29R04360 lưu thông trên quốc lộ 21 theo hướng từ thị trấn Xuân Mai đi Sơn Tây. Khi đến gần khu vực cầu Hòa Lạc, do tránh chướng ngại vật bất ngờ nên tài xế đã cho xe phanh gấp. Đúng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 29C15465 lưu thông cùng chiều phía sau, do không xử lý kịp nên đã đâm vào đuôi xe rơ móc. Cú đâm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng, đầu xe tải nhẹ bẹp rúm, kính chắn gió vỡ tan. Hai xe nằm chắn ngang đường, rất may không có thương vong về người. Do đây là tuyến đường huyết mạch dẫn lên cầu Vĩnh Thịnh để sang các tỉnh vùng cao Tây Bắc nên đã khiến tuyến đường bị ách tắc kéo dài. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến gần 12 giờ cùng ngày, giao thông qua đây đã được thông suốt. Thưa quý vị, liên tiếp các vụ cháy lớn xảy ra để lại thiệt hại nặng nề mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ những biển hiệu quảng cáo bị chập cháy đang là hồi chuông cảnh báo tại những cơ sở kinh doanh trên địa bàn cả nước. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên những tuyến đường như Thái Nguyên, YX Xanh, Quang Trung, Lê Thánh Tôn, không khó để tìm ra những biển hiệu vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ. Theo quan sát của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914, thì nhiều ngôi nhà sát nhau bị các biển hiệu vây kín từ trên xuống dưới sẽ rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra. Theo ghi nhận, trên các tuyến đường trung tâm của thành phố, hàng loạt biển hiệu của các cửa hàng xây cao bao trùm nguyên cả mặt tiền căn nhà. Các biển hiệu này chiếm toàn bộ phần ngang mặt tiền và kéo lên đến tầng 3, tầng 5 của căn nhà. Nhiều biển trùng kín, không kẽ hở. Các biển hiệu này
được làm từ những khung thép lớn, đóng chặt vào các tầng. Từ tầng trên, chỉ có một lối duy nhất đi xuống từ cầu thang. Vì vậy, khi sự cố xảy ra, sẽ rất khó khăn trong việc thoát hiểm. Một cửa hiệu chuyên làm biển quảng cáo cho biết, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà biển quảng cáo được in bằng bạt, nhựa, mica, tấm nhôm, aluminum, inox. Tuy vậy, khách hàng đa số dùng bạt, nhựa, tấm mica để ghép vào khung sắt. Phía trong có thể trang trí bằng đèn LED hoặc đèn neon. Những vật liệu này nhẹ, dễ lắp đặt nên được rất nhiều cửa hàng đặt hàng, nhưng lại là vật liệu dễ cháy. Thưa quý vị, theo tìm hiểu của khán giả Trần Nghi thì các trường hợp làm biển hiệu trùm nhà như trong đoạn clip vừa phát là sai quy định nghiêm trọng. Theo quy định luật quảng cáo, cửa hàng phải có biển hiệu. Nếu biển hiệu mặt tiền nằm ngang thì có chiều cao không quá 2 mét. Nếu biển nằm dọc thì chiều ngang chỉ là 1 mét và chiều cao không quá căn nhà và tối đa chỉ được là 4 mét. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, những khoảng hở này sẽ giúp cho người bên trong thoát ra ngoài cũng như tiện cho việc cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, phía Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao cho biết, trên thực tế thì luật quy định chỉ có các bảng quảng cáo mới phải xin phép Sở Văn hóa Thể thao, còn các biển hiệu thì người dân không phải xin phép. Sau đó xảy ra tình trạng người dân làm các biển hiệu một cách tùy tiện. Rất mong trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành, cơ quan chuyên ngành phòng cháy chữa cháy cũng cần phải quan tâm, kiểm tra thường xuyên và tuyên truyền cách phòng chống, chữa chống cháy nổ để cho người dân được rõ, đồng thời xử phạt những trường hợp không tuân thủ quy định để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Để nâng cao ý thức người dân cũng như trang bị những kiến thức về phòng cháy chữa cháy, vào sáng ngày 16 tháng 11, hơn 2.000 người đã được huy động tham gia buổi diễn tập cứu hộ cứu nạn và chữa cháy tại tòa nhà Piteco tại số 2 đường Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống giả định được đưa ra là sau va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại tầng hầm, lửa bốc lên và bao trùm cả khu vực nhà để xe. Một số hình ảnh tại buổi diễn tập này đã được khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0976 3 số cuối 907 cung cấp cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình huống giả định được đưa ra là ô tô 16 chỗ chạy tốc độ cao từ tầng hầm B1 xuống tầng hầm B2 va chạm mạnh vào xe ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều từ dưới tầng hầm B2 lên B1. Cú va chạm mạnh làm nhiên liệu xăng dầu tràn ra ngoài, gặp tia lửa điện phát sinh trong quá trình va chạm mạnh gây bốc cháy. Đồng thời, lượng xăng dầu tràn ra ngoài theo mặt bằng tầng hầm gây cháy lan sang các xe máy, xe tải chở hàng đang đỗ khu vực tầng hầm B1, nơi tập trung lượng lớn chất dễ cháy như xăng dầu với các loại đựng mút. Đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực lân cận. Khói, khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa tính mạng và sức khỏe những người trong khu vực cháy. Lúc xảy ra sự cố, số lượng người trong tòa nhà khoảng 2.000 người, tạo nên sự hoảng loạn, nhiều người cố gắng thoát ra ngoài. Rất nhiều người bị mắc kẹt tại hầm của tòa nhà. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1 và quận 4 đã có mặt phối hợp với lực lượng cơ sở và địa phương tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng cắt điện tòa nhà, đồng thời hướng dẫn các nhân viên làm việc trong tòa nhà tìm lối thoát ra ngoài. Tiếng loa thông báo liên tục trấn an các nạn nhân bình tĩnh, không chen lấn xô đẩy, ưu tiên phụ nữ có thai, người già và trẻ em trên đường thoát nạn. Trong tình huống giả định, khí độc len lỏi khắp các buồng thang máy khiến 10 người bị thương và nhiều người mắc kẹt do không tìm được lối thoát. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nhuệ đã được huy động giải cứu các nạn nhân. Các xe chữa cháy công nghệ mới nhanh chóng dập tắt đám cháy. Quý vị, đã nhiều tháng nay, người dân tại khu vực ngã ba núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và người tham gia giao thông rất bức xúc trước sự tồn tại của những bãi rác lộ thiên ngay bên quốc lộ 19. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại của người dân. Theo phản ánh của khán giả Phan Mạnh Phàn có số điện thoại 0974 3 số cuối 776, thì điểm rác thải gây nhức nhối nhất là tại nhà chờ xe buýt Hàm Rồng. Dọc theo tuyến quốc lộ 19 từ ngã ba Hàm Rồng đi cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có hàng chục bãi rác dân sinh vô tư mọc lên.
những bãi rác dài hàng chục mét nằm tràn ra khắp mặt đường với đủ các loại rác thải như túi ni lông, xác chết động vật, rau quả thối. Tất cả đều chất thành đống hoặc dồn vào trong các bao tải vứt chỏng chơ trên đường. Nhà chờ xe buýt cũng không ngoại lệ. Rác thải tràn lan ngay dưới chân hành khách. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây ra không ít phiền toái cho những người tham gia giao thông mỗi lần đi ngang qua. Khán giả Phan Mạnh Phàn được một người dân sống gần khu vực này cho biết, những bãi rác trên đều do người dân địa phương tạo ra. Người này theo người kia mang rác đến vứt. Vào ngày nắng gió thì rác bốc mùi hôi thối làm cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này rất khó chịu. Tuy nhiên tại đây thì không có đơn vị cá nhân nào chịu trách nhiệm xử lý khiến cho rác thải ngày một chồng chất. Gửi phản ánh tới chương trình, anh Phan rất mong các cơ quan ban ngành có liên quan ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai sớm kiểm tra xử lý những bãi rác này và có kế hoạch thu gom rác sinh hoạt của người dân để không còn tái diễn cảnh đổ rác thải bừa bãi như hiện nay. Từ Khánh Hòa, khán giả Văn Hội có số điện thoại 0914 3 số cuối 904 cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân ở làng chài Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh trong mùa mưa bão, tỉnh này đã đầu tư kinh phí để xây dựng một kè chắn sóng vững chắc. Tuy nhiên trong quá trình thi công, hàng chục căn nhà của người dân đã bị nứt và khiến cho người dân lo lắng bất an. Công trình thi công tuyến bờ kè chắn sóng tại làng chài xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh đã được thi công gần 5 tháng nay. Kể từ khi công trình được triển khai xây dựng, hàng loạt ngôi nhà tại hai thôn Đông Nam và Đông Bắc nằm sát với công trình kè chắn sóng đã bị nứt. Đặc biệt, khi đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh bắt đầu triển khai đóng cừ thép, thì mức độ nứt nhà dân càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của trên 20 hộ dân ở đây. Nhiều nhà bị vết nứt chạy dài từ mái nhà xuống đến chân tường, chạy ngang, chạy dọc. Thậm chí, vết nứt ngày càng mở rộng. Được biết, người dân đã nhiều lần phản ánh với đơn vị thi công, nhưng việc thi công vẫn không dừng lại, khiến người dân rất lo lắng. Theo thông tin mà khán giả Vũ Văn Hội cung cấp cho chương trình, thì trước tình trạng trên, người dân đã làm đơn trình báo Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh. Chính quyền của xã cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế và xác nhận có hiện tượng nhà dân bị nứt nhiều chỗ. Đồng thời cũng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện để có phương án giải quyết. Được biết, vào đầu tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh đã tổ chức cuộc họp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Lãnh và đơn vị thi công để giải quyết tình trạng nứt nhà dân. Tuy nhiên, phía đơn vị thi công chỉ cử một nhân viên kỹ thuật đến dự cuộc họp. Và tại cuộc họp này, đại diện đơn vị thi công thừa nhận đã có tình trạng trên và hứa sẽ đánh giá lại tác động nhằm đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng cho người dân. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Vũ Văn Hội kiến nghị chính quyền địa phương cùng với đơn vị thi công, cụ thể là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh, cần sớm chủ động kiểm tra hiện trạng nứt nhà dân và đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng, tránh để xảy ra nhiều hệ lụy xấu. Vào tối ngày 15 tháng 11, lễ hội nhảy lửa của dân tộc Bà Thèn đã được tổ chức tại sân của Ủy ban Nhân dân xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Lễ hội độc đáo có từ lâu đời này đã thu hút đông đảo du khách khắp nơi đến xem. Không khí sôi động tưng bừng tại đây đã được khán giả Phan Giao Họ có số điện thoại 0164 3 số cuối 958 ghi lại và chia sẻ cùng chương trình. Theo người dân địa phương, lễ hội nhảy lửa đã có từ rất lâu đời và tồn tại cùng cuộc sống tinh thần của đồng bào hàng trăm năm nay. Lễ hội có ý nghĩa cổ vũ lao động, xua đi những điều không may mắn trong năm cũ. Đồng thời, lễ hội này còn có ý nghĩa cầu mùa màng bội thu, cầu cho con người có sức mạnh để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Trước khi lễ hội diễn ra, đồng bào người Pà Thèn
phải cử một vị thầy cúng uy tín để phù phép. Họ quan niệm làm như vậy mới giúp những thanh niên, già làng có thể chân trần nhảy vào ngọn lửa đang cháy đỏ rực mà không lo bị bỏng. Thưa quý vị, theo khán giả Phan Giáo Họ được biết thì lễ hội nhảy lửa của người Bà Thèn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang được tổ chức thường niên vào những tháng cuối năm với mong muốn kết thúc một năm đen đủi và bắt đầu một năm mới với thật nhiều điều may mắn. Anh Họ cũng chia sẻ thêm, đan xen lễ hội nhảy lửa năm nay, ban tổ chức còn tổ chức thêm lễ hội kéo chày, lễ cưới của đồng bào Tà Thèn. Đồng thời cũng khuyến khích các nghệ nhân mở các lớp truyền dạy nghề cúng, nhảy lửa, nghề dệt truyền thống, chuyên dạy hát giao duyên, phong tục tập quán cho thế hệ trẻ nhằm lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc miền Tây Bắc. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip được phát trong ngày hôm nay. Sáng ngày 16 tháng 11, Hà Nội có sương mù khá dày, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, nơi không gian thoáng đãng càng nhận rõ sự bao phủ của sương sớm lên mọi cảnh vật. Trong màn sương mờ ảo, khung cảnh làng quê càng trở nên thơ mộng, yên bình. Clip do khán giả Nguyễn Văn Vương, số điện thoại 0166, 3 số cuối 452 ghi lại và cung cấp từ chương trình. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 11, một người đàn ông bước vào tiệm vàng Kim Phát ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, dọa đốt nếu chủ tiệm không đưa cho y 200 triệu đồng. Do cảnh giác nên trong khi thương thuyết với đối tượng trên, chủ cửa hàng đã bấm chuông báo động và được người nhà ứng cứu. Phản ánh của khán giả Hoàng Oanh từ số điện thoại 0976 3 số cuối 215. Vào sáng ngày 16 tháng 11, một vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô đã xảy ra trên quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn Xuân Mai, Hà Nội, khiến tuyến đường ách tắc nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Trần Hồng Đáng từ số điện thoại 0982 3 số cuối 681. Liên tiếp các vụ cháy lớn xảy ra để lại thiệt hại nặng nề mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ những biển hiệu quảng cáo bị chập cháy, đang là hồi chuông cảnh báo tại những cơ sở kinh doanh trên địa bàn cả nước. Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trên các tuyến đường như Thái Nguyên, Yết Xanh, Quang Trung, Lê Thánh Tôn, không khó để tìm ra những biển hiệu vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ. Thậm chí, nhiều ngôi nhà sát nhau đã bị các biển hiệu vây kín từ trên xuống dưới, sẽ rất nguy hiểm nếu sự cố xảy ra. Phản ánh của khán giả Trần Nghi có số điện thoại 0984 3 số cuối 914. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 hoặc một thẻ gia hạn thuê bao 12 tháng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ mail là gocnhinhkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.